Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 29 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong quá trình thi công dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn. Khởi tố vụ án liên quan nhóm côn đồ hành hung tài xế xe khách. Vạn Ninh tăng tốc về đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong quá trình thi công dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn là kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi kiểm tra tình hình thực hiện dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn vào sáng nay, ngày 29 tháng 8. Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 13,5 triệu euro từ nguồn vốn ODA. Mục tiêu dự án là xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý rác thải, hỗ trợ trang thiết bị vệ sinh môi trường, thiết bị quản lý vận hành nhằm cải thiện điều kiện môi trường đô thị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Dự án gồm gói thầu 1, thiết kế xây dựng và lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Gói thầu 2, xây dựng tuyến canh thoát nước mưa cầu Phóc Xuân Hưng. Dự án được khởi công tháng 9 năm 2016, tuy nhiên đến nay khối lượng thi công dự án chỉ đạt khoảng 20%. Đồng thời phát sinh một số tồn tại hạn chế như việc thi công ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng nhiều công trình và hệ thống giao thông trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Quá trình thi công do chưa lường trước được địa chất và thời tiết nên đã dẫn đến hiện tượng cát chảy, sụt lún, nứt nẻ mặt đường. Nhiều hộ dân chưa đồng thuận do thông tin về dự án chưa được phổ biến rộng rãi. Quá trình phối hợp giữa các địa phương và đơn vị thi công chưa chặt chẽ. Sau khi kiểm tra thực tế thi công một số hạng mục của dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành địa phương, đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến phát biểu đã tập trung phản ánh những bất cập trong quá trình thi công dự án, đồng thời đề xuất một số giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, cần giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong quá trình thi công dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, đẩy nhanh tiến độ thi công, chú ý việc hoàn trả mặt bằng đúng với nguyên trạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin về dự án cho người dân hiểu, tích cực phối hợp giữa các bên liên quan và chính quyền các địa phương trong công tác quản lý giám sát thi công các hạng mục dự án. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch sớm kiện toàn các chức danh và bổ nhiệm trưởng ban quản lý dự án ODA huyện để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chiều nay ngày 29 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành địa phương về rà soát công tác xây dựng cơ sở giết mổ tập trung và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn do một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt, chưa quan tâm quản lý hoạt động giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn, ý thức chấp hành của nhiều chủ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa cao, tiến độ xây dựng cơ sở giết mổ tập trung ở các địa phương còn chậm. Đến nay mới có 5 cơ sở được xây dựng đi vào hoạt động trong tổng số 33 cơ sở được quy hoạch đến năm 2020. Việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm soát giết mổ không nằm trong giờ hành chính nên khó phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân ghi nhận những nỗ lực của các sở ngành địa phương trong thực hiện xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và kiểm soát công tác giết mổ động vật thời gian qua. Để làm tốt công tác này trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, nhất là cấp xã. Bên cạnh đó, các địa phương cần ra soát lại quy hoạch. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành cần tạo điều kiện để các địa phương thực hiện thủ tục xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, phấn đấu mỗi huyện có một cơ sở giết mổ. Ngoài ra cần tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và thực hiện nghiêm việc xử phạt hành chính đối với lĩnh vực này. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành địa phương liên quan nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, cấp giấy chứng nhận và kiểm soát việc giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh. Sáng nay ngày 29 tháng 8, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Địa chất tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Quảng Bình thăm dò, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học và đại diện các ngành liên quan đã trình bày các chuyên đề về hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên khoáng sản của tỉnh Quảng Bình thời gian qua, những tiềm năng khoáng sản của Quảng Bình, đặc biệt là khoáng sản phi kim loại, khoáng sản làm phủ gia xi măng, tài nguyên nước, đánh giá ảnh hưởng môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản hiện nay. Theo đó, Quảng Bình được đánh giá là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng. Hiện đã ghi nhận có 19 loại khoáng sản với trên 200 điểm mỏ quặng đã được phát hiện và nghiên cứu ở các mức độ khác nhau.
khoáng sản có tiềm năng lớn nhất của Quảng Bình là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như đá vôi, đá sét và khoáng sản khoáng chất công nghiệp có giá trị lớn như cao lanh, nguyên liệu làm phủ gia xi măng. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, đề xuất hướng thăm dò khai thác khoáng sản hợp lý cũng như giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư vấn và giám định xã hội trong hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Cũng trong sáng nay ngày 29 tháng 8, Hội Thủy sản Quảng Bình đã tổ chức hội thảo khoa học, cải tiến và đổi mới công nghệ nuôi tôm. Với chủ đề những tiến bộ trong ngành nuôi tôm ở Việt Nam và đổi mới công nghệ nuôi tôm để phát triển ở Quảng Bình. Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp đã đánh giá phân tích các vấn đề như hiện trạng công nghệ nuôi tôm và đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp cho nghề nuôi tôm Việt Nam. Định hướng phát triển nghề nuôi tôm biển ở Việt Nam, giải pháp công nghệ nuôi tôm bền vững trong nhà kính. Tổng quan nghề nuôi tôm Quảng Bình, đề xuất giải pháp cho các vùng nuôi tôm Quảng Bình, một số giải pháp cho người nuôi tôm Quảng Bình. Trong 10 năm trở lại đây, tôm là giống nuôi chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam, chiếm 50% tỷ trọng xuất khẩu toàn ngành. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3-4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Tại Quảng Bình, trong những năm qua, địa phương đã quan tâm đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ cho người nuôi tôm. Tuy nhiên, thực trạng nghề nuôi tôm ở Quảng Bình vẫn còn nhiều biến động, thiếu bền vững, dịch bệnh vẫn thường xảy ra. Hội thảo lần này là hoạt động ý nghĩa nhằm đánh giá tiềm năng, thế mạnh cũng như những khó khăn, thách thức, đồng thời tìm ra những giải pháp công nghệ giúp người nuôi tôm Quảng Bình phát triển trong thời gian tới. Hôm qua ngày 28 tháng 8, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Quảng Bình đã tổ chức hội nghị phổ biến cơ chế chính sách mới về lĩnh vực công thương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến một số thông tư liên quan đến việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia, quyết định việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Thông qua hội nghị nhằm giúp các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công thương nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự thống nhất và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các đơn vị và cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 107 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tối qua ngày 28 tháng 8, huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội chợ triển lãm thương mại hàng tiêu dùng năm 2018. Hội chợ thương mại huyện Lệ Thủy năm 2018 diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2018, có quy mô hơn 200 gian hàng với sự tham gia của trên 100 đơn vị doanh nghiệp, nhà sản xuất trong và ngoài tỉnh. Hội chợ năm nay trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng hóa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với những mặt hàng chủ yếu như thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, hàng tiêu dùng, điện tử, điện lạnh, hàng mỹ phẩm, trang trí nội thất, đồ dùng gia đình, cùng các hoạt động vui chơi giải trí khác. Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giúp người tiêu dùng lựa chọn, tiếp cận và được sử dụng những sản phẩm mới có chất lượng. Qua đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đây còn là dịp để huyện Lệ Thủy đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Theo dự kiến, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cao. Chính vì vậy, công tác quản lý việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết sẽ được các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình tập trung thực hiện. Theo đó, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình sẽ tăng cường nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo đúng quy định của pháp luật. Vận động các hộ kinh doanh không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng, các nhà hàng khách sạn, quầy lưu niệm và hệ thống chợ trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong sản xuất kinh doanh, gian lận về giá, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Chiều hôm qua 28 tháng 8, đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh, Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, đại diện các phòng ban chức năng huyện Tuyên Hóa và xã Tiền Hóa cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà mơ ước cho em Nguyễn Thị Như Quỳnh ở thôn Tam Đa, xã Tiền Hóa, huyện Tuyên Hóa, là nhân vật trong chuyên mục Kết nối yêu thương số 10. Sau khi phát sóng chuyên mục Kết nối yêu thương số 10, Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình đã kết nối với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để đóng góp hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mơ ước cho em Nguyễn Thị Như Quỳnh. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành trên tổng diện tích 80m² với trị giá hơn 150 triệu đồng. Trong đó, Hội Những Trái Tim Thiện Nguyện và Children Are Innocent ủng hộ 80 triệu đồng. Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tuyên Hóa ủng hộ 15 triệu đồng. Công ty xi măng Sông Xanh ủng hộ vật liệu xây dựng trị giá 20 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Tiến Hóa ủng hộ vật liệu xây dựng trị giá 20 triệu đồng.
và gia đình 25 triệu đồng. Ngoài ra, tại lễ bàn giao, gia đình Tài Vẹn ở tỉnh Hòa đã hỗ trợ em Quỳnh bồ chăn ra gối nệm và các nhà hảo tâm hỗ trợ như vật dụng thiết yếu như giường, tủ, quạt và một số đồ dùng gia đình khác cho mẹ con em Quỳnh. Đây chính là món quà có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn và giúp cho mẹ con em Quỳnh có được chỗ ở ổn định, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Khởi tố vụ án liên quan nhóm côn đồ hành hung tài xế xe. Văn Ninh tăng tốc về đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến việc một nhóm đối tượng hành hung tài xế xe chở khách hoạt động trên địa bàn. Theo Thượng tá Trương Minh Vũ, trưởng Công an huyện Lệ Thủy, sau khi giám định thiệt hại, lấy lời khai giữa các bên có liên quan, Công an đã đủ cơ sở để khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản. Riêng việc tố cáo tài xế xe khách bị hành hung, Công an đang làm công văn gửi công ty Hưng Long, đề nghị mời phía bị hại là các tài xế, khách du lịch đến trụ sở làm việc, cung cấp thêm thông tin để điều tra làm rõ. Trước đó, công ty cổ phần vận tải du lịch Hưng Long có trụ sở tại Hà Nội đã gửi đơn trình báo đến các cơ quan chức năng về việc bị một nhóm côn đồ hành hung đe dọa tài xế. Công ty này cho biết, ngày 25 tháng 7, tài xế Nguyễn Văn Toàn và phụ xe Nguyễn Văn Hưng điều khiển xe khách mang biển số 29B60967 đỗ tại khu vực Cầu Gò thuộc xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy để đưa khách đi tham quan chùa Hoàng Phúc thì bị một nhóm thanh niên bịt mặt dùng đá ném vỡ tấm kính xe khách. Cả tài xế và phụ xe bị nhóm côn đồ hành hung phải vào bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới cấp cứu điều trị. Tiếp đó, ngày 27 tháng 7, lái xe Lê Hùng Cương chạy xe khách lên trung tâm huyện Lệ Thủy để đón đoàn khách đi tour hợp đồng. Bất ngờ, một nhóm người khoảng 20 đối tượng chặn xe, đánh phụ xe Nguyễn Văn Tân, khiến anh này bị thương nặng. Sau đó, nhóm người này hành hung tài xế Cương, đe dọa không được đưa đón khách trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Dư luận cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể bắt nguồn từ việc cạnh tranh kinh doanh, làm ăn không lành mạnh giữa các nhà xe chở khách. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn số 1426 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2018. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành đơn vị địa phương tăng cường thu ngân sách nhà nước năm 2018. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp các ngành, chủ động phòng chống, phát hiện và xử lý nghiêm nạn buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả. Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật về giá. Bên cạnh đó, các sở ngành địa phương tổ chức sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Đẩy mạnh công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp có vốn nhà nước theo lộ trình kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách, tập trung chỉ đạo công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình dự án hoàn thành, chỉ đạo thực hiện nghiêm luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các kết luận thanh tra, kiểm toán và việc xử lý sau thanh kiểm tra, kiểm toán. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019 đến 2021 sát với thực tiễn. Qua hơn 2 năm triển khai xây dựng, hiện nay quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình đang dần hình thành và hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm kết nối nhiều địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình. Công trình có tổng diện tích gần 2.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, bao gồm cả hệ thống, khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, khu vui chơi. Đặc biệt, hệ thống sân golf hứa hẹn sẽ là nơi đăng cai những giải đấu chuyên nghiệp mang tầm cỡ quốc tế. Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 2.500 tỷ đồng mỗi năm, thu hút và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, đến nay xã Văn Ninh, huyện Quảng Ninh đã hoàn thành 15 trên 19 tiêu chí. Hiện nay, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Văn Ninh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với đời sống người dân. Người dân nông thôn rất náo nức,
rất tích cực tham gia mọi phong trào để hướng đến là xã hội thôn xóm được là trở thành một đơn vị là nông thôn mới của trong huyện, trong tỉnh. Đó là cái điều mong ước nhất của người dân ở đây. Hiện đất hiện cây đó đi làm đường xã cho thoáng đẳng, cho xét xe, cho xét đẹp đó, xe gồ đi cho thông thoáng. Từ đầu năm đến nay, trên cơ sở định hướng của tỉnh, huyện, xã Vạn Ninh đã xây dựng kế hoạch đầu tư các hạng mục công trình để trình tỉnh phê duyệt, huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt như giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa. Từ đầu năm đến nay, xã Vạn Ninh đã đầu tư trên 14 tỷ đồng để xây dựng các công trình như trường học, kênh mương thủy lợi. Ban chỉ huy quân huyện liên hệ phối hợp với ban nhân vận, các ban ngành đoàn thể cũng như cấp huyện, cấp xã phối hợp với xã Vạn Ninh, cụ thể là thôn Tây, thì về cùng với bà con tham gia xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu chung. Thì đối với ban chỉ huy quân huyện, đảng ủy chỉ huy trích một phần kinh phí hỗ trợ trang trí khánh tiết câu khẩu hiệu ở trong nhà văn hóa của thôn. Ngoài ra tổ chức toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia lực lượng giải phóng mặt bằng, trồng cây, làm vệ sinh, dọn dẹp các trục đường thôn và mở rộng hành lang, đảm bảo góp phần cùng với thôn và xã để đóng góp cho cái chương trình năm 2018. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xã Vạn Ninh tập trung thực hiện đó là nâng cao đời sống kinh tế cho người dân. Theo đó, xã đã vận động người dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Đến nay, Vạn Ninh đã đạt 15 tiêu chí nông thôn mới, 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7%. Năm nay là chúng tôi là đầu tư kiến thiết trang bị nhà văn hóa thôn 70 triệu và tiến hành làm đường bê tông giao thông nông thôn 2.570 mét. Toàn dân đồng tình ủng hộ, mỗi hộ gia đình trong năm nay là đóng góp một triệu đồng. Ngoài ra chúng tôi vận động toàn thể cán bộ và nhân dân tiếp tục giải tỏa hành lang trên các tuyến đường. Xã Vạn Ninh hiện có 46 km đường giao thông nông thôn cần được cứng hóa và bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, mới chỉ có gần 9 km đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa. Hiện nay đối với Vạn Ninh thì có 4 tiêu chí mà cần phải phấn đấu để hoàn thành để góp phần đạt cái chuẩn nông thôn mới năm 2018, đó là về xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, về giao thông, về thủy lợi và đặc biệt về chúng tôi rất chú trọng về tiêu chí môi trường. Thì trước hết là trong thời điểm này chúng tôi phát động toàn thể cán bộ nhân dân phát quang những tuyến đường trên địa bàn, đồng thời là đầu tư các thiết chế ở các nhà văn hóa để hoàn thiện hai cái tiêu chí, đó là tiêu chí môi trường và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Còn đang đối với giao thông thủy lợi thì chúng tôi cũng đã xây dựng hoàn thiện các cái hạng mục để chuẩn bị đầu tư phấn đấu đạt 4 tiêu chí còn lại. Với sự hỗ trợ từ các cấp các ngành cùng với sự đoàn kết đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, tin tưởng rằng xã Vạn Ninh sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2018 theo đúng lộ trình đã đề ra. Những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch đã mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích rau màu kém hiệu quả sang trồng cây cà gai leo. Xã Xuân Trạch hiện có 15 hộ dân trồng cây cà gai leo với diện tích khoảng 2,5 ha. Đây là giống cây phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, khả năng kháng sâu bệnh tốt cho năng suất cao. Với giống cây này, mỗi năm người dân có thể trồng từ 3 đến 4 vụ. Cây trồng sau khi phơi khô có giá khoảng 40.000 đồng 1 kg. Đây được xem là hướng đi mới của xã Xuân Trạch nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện Minh Hóa đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện Minh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật,
đưa các giống cây con có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Các cấp hội cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện nhận ủy thác cho nhiều hội viên vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện có hàng chục mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả do hội viên cựu chiến binh làm chủ, như kinh tế vườn rừng kết hợp chăn nuôi, khai thác đá, sản xuất giống cây lâm nghiệp, nuôi ong lấy mật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân sự về địa phương thì hoàn cảnh gia đình tôi thì rất khó khăn. Tôi tìm tòi học hỏi được đồng viên con cái, rồi nhận một số đất của địa phương thì trồng được 900 gốc tiêu. Cái trồng nuôi tiêu tiếp là gà thả vườn, gà địa phương, giống gà đôi địa phương thì giá cũng rất đắt. Sau khi là làm kinh tế thì gia đình có thu nhập, rồi là xây dựng nhà cửa, rồi là cho con cái học hành. Thì gia đình thì bây giờ đường khá giả. Thì trong những năm qua để nhằm là giúp cho cán bộ hội viên cựu chiến binh là thoát nghèo và vươn lên làm kinh tế giỏi, thì lãnh đạo của các cấp hội đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện cái phong trào, đặc biệt trong những năm gần đây thì thực hiện phong trào là cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, và thực hiện hai cái chương trình trọng điểm của huyện là trồng rừng và chăn nuôi, thì cựu chiến binh là đã tập trung là giúp đỡ nhau và vươn lên là sản xuất và giảm tỷ lệ hộ nghèo là tương đối tốt. Và đặc biệt là cuối năm 2007 thì tỷ lệ hộ nghèo trong hội là giảm xuống còn là 14%. Những năm qua, phong trào nghĩa tình đồng đội được cả cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện Minh Hóa triển khai có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, cả cấp hội đã kêu gọi vận động được hơn 300 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân hảo tâm và huy động hội viên đóng góp hàng trăm ngày công lao động để hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Trung Hòa, Yên Hòa, Quy Hòa và Hồng Hòa. Đây thì chúng tôi đang triển khai xây dựng 6 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội. Thì nguồn là quỹ là trước hết là do cái quỹ từ thiện, quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup hỗ trợ và của hội viên tỉnh Quảng Bình hỗ trợ. Thì hiện nay 6 nhà thì chúng tôi đang vận động là hội viên tập trung là giúp công sức để là hoàn thành là cái xây 6 ngôi nhà này trong năm 2018. Thời gian tới, hội cựu chiến binh huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất để nâng cao đời sống cho hội viên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghĩa tình đồng đội nhằm góp phần giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.